hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 25 tháng 7 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Cục khí tượng đã phát cảnh báo bão cả trên biển và trên đất liền đối với cơn bão Doksuri. Các khu vực sẽ xuất hiện mưa to gió lớn lần này, mặc dù chủ yếu là tại Đông Nam Bộ và Nam Bộ, nhưng bắt đầu từ thứ Tư, trên toàn Đài Loan đều phải đề phòng có mưa và gió giật mạnh. Cùng với hoàn lưu ngoại vi của cơn bão đang đến gần, bờ biển khu vực lục đảo đã xuất hiện nhiều đợt sóng lừng nối tiếp nhau. Do đúng vào dịp nghỉ hè, vùng ven biển Đài Đông cũng có rất đông du khách. Từ sáng sớm, nhân viên tuần tra biển đã tới đây kêu gọi người dân nên tránh xa bờ biển đề phòng xảy ra nguy hiểm. Tại khu vực hồ Lì Dĩ Thản tại Hoa Liên, các doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị công tác phòng chống bão. Một số cửa tiệm tại khu trung tâm cũng đã cho tháo dỡ biển hiệu xuống, chờ bão rời đi mới lắp ráp trở lại. Các tàu thuyền du lịch ra đảo Quay San ở Nghi Lan cũng tạm ngừng hoạt động 3 ngày. Cục khí tượng tiếp tục phát cảnh báo bão trên biển đối với cơn bão Doksuri, nhắc nhở người dân ở vùng eo biển Bashi và đảo Tung Sa cần đặc biệt lưu ý. Hiện nay cường độ đã đạt đến ngưỡng tối đa của bão tầm trung. Hải dương và đại khí độ điều kiện hay là lợi phát triển, vì vậy, không loại trừ có thể trong ngày hôm nay, đến tối muộn, trong thời gian này, có cơ hội tăng cường thành cơn bão mạnh. Từ chiều ngày thứ Ba, do ảnh hưởng của hoàn lưu vòng ngoài cơn bão, khu vực Đông Bán Bộ bắt đầu có mưa, Cục khí tượng cũng sẽ phát cảnh báo bão trên đất liền. Đến thứ Tư và thứ Năm, khu vực Đông Bán Bộ và bán đảo Hằng Xuân sẽ xuất hiện mưa to gió lớn, phạm vi mưa sẽ mở rộng dần. Toàn Đài Loan cần đề phòng gió giật mạnh. Cục khí tượng nhắc nhở, người dân cần làm tốt công tác phòng chống bão. Vào hôm qua, đội đặc nhiệm tại thành phố Tân Bắc thuộc Sở Di Dân đã tới một xưởng thu hồi phế liệu tại khu Ú Củ để truy bắt lao động di trú. Không ngờ rằng người chủ thuê họ Diệp rất kích động và bị cho là muốn che chở để lao động trốn thoát. Không những thế, ông ta còn dùng máy xúc phá hoại xe công vụ, thậm chí dùng dao tấn công nhân viên đội đặc nhiệm khiến hai người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ chủ thuê họ Diệp và tiến hành truy cứu theo luật. Trước ống kính đang tác nghiệp, chiếc máy xúc vẫn không ngần ngại tiến đến phá tan chiếc xe công vụ, khiến nhân viên đội đặc nhiệm vô cùng sửng sốt và vội vàng gọi điện thoại cho đồng nghiệp đến chi viện. Tuy nhiên, chiếc máy xúc vẫn ngang nhiên đập phá mạnh hơn mà không có vẻ định dừng lại. Ngày 24 vừa qua, đội đặc nhiệm thành phố Tân Bắc đã đến khu vực Ú Cù truy bắt lao động di trú. Không ngờ chủ thuê họ Diệp do mất bình tĩnh, nghi là vì để che mắt giúp lao động di trú rời đi nên đã lái máy xúc vào gây rối. Chủ thuê họ Diệp thậm chí còn cầm dao định tấn công nhân viên đội đặc nhiệm. Sau khi nhận được tin, cảnh sát đã lập tức đến hiện trường và bắt giữ người này. Trong quá trình giằng co, hai nhân viên đội đặc nhiệm bị thương, cũng may chỉ là xây xát nhẹ. Đợt truy bắt lần này chẳng những không tìm thấy lao động di trú bỏ trốn, mà nhân viên đội đặc nhiệm còn bị đe dọa về tính mạng. Ngoài việc sẽ khởi kiện chủ thuê họ Diệp, Sở Di Dân cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật nghiêm minh hơn. Gần đây, nhiều băng nhóm phi pháp đã dùng ảnh của những người nổi tiếng để lừa đảo trên mạng. Đến cả ảnh của Thủ tướng Trần Kiến Nhân cũng bị lấy cắp để quảng cáo tặng sách đầu tư miễn phí. Kẻ xấu tìm cách nhờ mọi người kết bạn qua tài khoản LINE, rồi dùng chiêu giả vờ đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc. Theo thống kê của Sở Cảnh Chính, trong năm ngoái đã xảy ra hơn 6.600 vụ lừa đảo bằng chiêu thức này. Trên các trang mạng xã hội đầy rẫy những quảng cáo mạo danh người nổi tiếng để lừa đảo thu hút đầu tư. Dạo gần đây, nhiều người nổi tiếng, thậm chí đến cả Thủ tướng Trần Kiến Nhân hay các CEO tiếng tăm như người sáng lập công ty bán dẫn UMC Tào Hưng Thành, CEO của công ty công nghệ Mỹ NVIDIA Jensen Huang đều bị mạo danh lập ra các fanpage trên Facebook để tạo ra các group riêng thu hút đầu tư. Theo thống kê của Sở Cảnh Chính, trong năm ngoái có gần 30.000 vụ lừa đảo, trong đó có tới 6.000 vụ giả danh người nổi tiếng để thu hút đầu tư với số tiền bị lừa đảo lên tới 3,4 tỷ đài tệ. Theo học giả phân tích, các nhóm lừa đảo lợi dụng danh tiếng của những người nổi tiếng để dụ dỗ người dân mắc bẫy, rồi thao túng mua bán cổ phiếu lừa đảo tiền bạc, nhắc nhở mọi người phải đề cao cảnh giác. Theo Viện Hành Chính cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự đã hợp tác với nền tảng mạng xã hội lập chuyên trang tố cáo khiếu nại, xây dựng cơ chế xóa các trang fanpage vi phạm.
Viện lập pháp đang thẩm duyệt dự thảo sửa đổi một số điều thuộc luật phòng chống quấy rối tình dục. Trong đó, một số ủy viên lập pháp chủ trương nên bổ sung quy định quấy rối tình dục có yếu tố quan hệ quyền lực để áp dụng cho cả tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, đề cập đến tôn giáo là điều vô cùng nhạy cảm, cũng khó định nghĩa được rõ ràng. Trước đây, một cựu sinh viên trường Đại học Quốc gia Đài Loan đã tiết lộ, khi còn sinh viên, cô đã từng bị một mục sư quấy rối tình dục hơn một năm và vị mục sư này đã bị kết tội theo luật. Đây cũng là lần đầu tiên tư pháp Đài Loan kết án một vị chức sắc tôn giáo. Hiện nay, Viện Lập pháp đang thẩm duyệt dự thảo sửa đổi. Liệu quy định về quấy rối tình dục có yếu tố quan hệ quyền lực có được áp dụng trong tôn giáo hay tín ngưỡng hay không cũng đã dấy lên làn sóng thảo luận. Mặc dù đa số các ủy viên lập pháp đều ủng hộ, nhưng Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội cho biết nói đến tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm, có khả năng không thể định nghĩa rõ ràng được. Đoàn thể phụ nữ cho biết một số người khi bị quấy rối tình dục đã không tìm đến sự giúp đỡ của tư pháp, mà tìm đến sự ủng hộ từ các tín ngưỡng. Thế nhưng nhiều lời kêu cứu từ các vụ quấy rối tình dục lại có liên quan đến tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Ở linh đợt bộ phận chỉ cho một số chú sát, đặng đặng, ta có thể sẽ dùng một số chi thể để phương thức để cho các cái xử lý. Đoàn thể phụ nữ kêu gọi nên đưa quy định quấy rối tình dục có yếu tố quan hệ quyền lực áp dụng cho cả tôn giáo tín ngưỡng, không nên vì khó định nghĩa mà không làm, tạo lỗ hổng trong công tác phòng chống quấy rối tình dục. Tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, vào ngày 23 tháng 7 đã xảy ra vụ sập trần nhà thi đấu của một trường trung học, khiến 11 người thiệt mạng. Người phụ trách công ty xây dựng đã bị cảnh sát bắt giữ. Vào ngày 23 tháng 7 vừa rồi đã xảy ra sự cố sập trần nhà thi đấu tại một trường trung học ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Khi đó có 19 người tại hiện trường, 4 người tự thoát ra được, còn 15 người bị mắc kẹt. Theo điều tra sơ bộ, nghi rằng trong quá trình thi công tòa nhà giảng đường ở ngay sát bên cạnh, nhà thầu đã chất những tấm đá trân châu Plai không đúng quy định lên trên nóc nhà thi đấu. Do gần đây mưa kéo dài, chất liệu đá trân châu hút nước làm tăng trọng lượng, khiến trần nhà bị quá tải nên bị sập, gây ra hiệu quả nghiêm trọng khiến 11 người bị chết. Người phụ trách của công ty xây dựng đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.